Gọn bằng xong xách xe chạy đâu nữa vậy? Thì tôi đi kiếm việc làm chứ đi đâu. Hay, ông giờ đi kiếm việc làm là được rồi đó. Giờ hết mùa xài rồi, ở nhà ông làm gì giờ? Thì tôi biết đi xin việc đây nè. Thôi ông đi đi. Rồi tôi đi đó. Xin việc được rồi hả? Rồi chừng nào ông đi mặn? Có xin được đâu. Rồi sao xin không được nữa? Ở chỗ đó người ta nhận dễ lắm mà. Ai mà không biết chỗ đó nhận dễ? Đáng lý ra là tôi vô làm được rồi đó. Rồi sao vô làm không được, nói nghe coi. Vô phỏng vấn á, nhân sự người ta hỏi trước giờ có làm công ty nào chưa. Thì ông trả lời là chưa. Cái bà này, để tôi nói, ai mà không biết chưa. Nhưng tôi phải trả lời là tôi làm rồi. Ủa, mà lỡ người ta đưa ông vô cái công việc nào mà không biết làm rồi sao? Thì đó, tôi có cái đầu nên tôi nói là tôi có kinh nghiệm làm ở bên kế toán á. Cái người ta kêu tôi vô chuyển tiền cho nhân viên cho người ta xem thử. Ồ, rồi ông làm được không? Tôi chuyển được chứ sao không? Ủa, ông chuyển được mắc gì người ta không cho ông làm? Thì tôi chuyển lộn cho người ta thêm một con số 0. Chuyển lộn thêm con số 0 nữa? Là sao không? Cái bà này tiền lương của công nhân 10 triệu, tôi chuyển thêm một con số 0 là 100 triệu. U là hờ không? Quá trời tài lanh rồi. Không biết thì nói không biết đi. Ta không còng đầu chả là hên chồng dữ lắm rồi đó. Thôi đi, lên nhà lấy cái bao xài gà đem ra giường phơi cho tôi đi. Rồi tôi đi liền. Rồi luôn, kho cá mà hết nước mắm. Chắc qua nhà ông anh nữa rồi. Đi anh đi. Đi đâu vậy anh? Tao đi vô vườn phơ ba cái bao xài chứ đi đâu. Ủa gì hả? Nhà anh còn nước mắm không? Cho em một chai nước mắm coi. Nãy giờ em kho cá lỡ cỡ mà hết nước mắm rồi. Ôi thám thằng ơi, mày đi xin nước mắm mà lấy cái chai trà bá vậy đó hả? Mày còn cái chai nào bự hơn chút xíu nữa không? Nhà em đâu còn cái chai nào bự nữa đâu. Còn có cái chai này là bự nhất rồi đó. Hình như còn cái bình 20 lít nữa. Nhưng mà em uống nước chưa có hết. Tao mệt mày thấy ghê luôn á. Có không cho em xin một chai coi. Về nhà kho cá coi, cá nhà ốp chưa kho nữa kìa. Kìa bả nhà kìa, vô xin đi. Tao chưa từng thấy ai mà lấy cái chai đi xin nước mắm mà chà bá kiểu này hết trơn. Để đây ai có một xíu. Để mình xin một chị. Mày cầm cái chai làm gì song song lên nhà tao nhỏ? Dạ, cầm chai qua nhà chị xin chai nước mắm. Xin có một chai nước mắm, làm thấy ghê gì bà mót. Thôi, thấy mày cũng tội nghiệp, đừng cái chai đi, lên đây tao cho một miếng. Nè, nước mắm nè. Thằng này không biết cảm ơn luôn ta. Cảm ơn. Còn cá nó đeo rồi. Trong kỹ xin một miếng nước mắm về kho cá. Con mèo đâu ăn nó tiêu luôn rồi. Xui thiệt chứ. Thôi đi, đi hứa tóc cái xả xui luôn. Rồi anh hớt kiểu gì anh? Hớt cho em kiểu công bằng đi anh. Ủa, nó công bằng là sao ta? Là kiểu 5 năm đó anh. À thì nói 5 năm đi, vậy mà nói công bằng. Ủa anh ơi, sao anh xin nước nhiều dữ vậy anh? Trời ơi, quán em lúc nào cũng phải nước đầy đủ, nước phải nhiều vậy đó anh ơi. Dạ. Rồi vậy đủ công bằng cho anh. Em thấy mới có 4 gữ, 5 gữ à. Đâu anh chỉnh lại giùm em chút xíu nữa cô anh. Rồi để em chỉnh lại cho anh. Ủa, bà móc bay đâu vậy ta? Ủa, nó trả tiền chưa ta? Sao mà nó lấy cái khăn luôn hỏi? Kêu vô đây phơ ba cái bao xài. Thấy cái giỏng là ịnh cái lưng xuống ngủ nữa rồi. Ông ngủ hả? Ông ngủ tôi cũng vô đây tôi ngủ luôn. Thì ra là hai vợ chồng
đi vô đây phơ bao xài. Sớm xin con miếng nước mắm mà nặng nhẹ. Trận này mình sẽ cho ông thấy cảnh. Thấy bà không mưa trời, người đôi dép đâu hả? Mưa tới rồi mượn đôi dép luôn kìa. Nắng chang chang ở đó đi lượm bao xài. Ủa, người đôi dép đâu mất tiêu rồi ta? Ủa mà làm gì không? Bà không thấy mưa hả? Đang gom bao xài chứ làm gì? Mưa hả? Tôi thấy trời nắng muốn cháy cái đầu luôn, mưa đâu ra mà mưa. Ủa hồi nãy nước rớt lên mặt tôi mà tôi tưởng nó mưa. Ủa còn nắng mà trời sao kỹ vậy? Tôi thấy ông ngủ ghiếc rồi, ông mộng du luôn rồi đó. Còn thấy đôi dép của tôi ở đâu không? Dép của bà hả? Tôi đang mang đây nè, mà bà có thấy đôi dép của tôi không? Thở này, đôi dép của ông mà ông hỏi tôi hả? Đứng dậy trả đôi dép cho tôi, đi kiếm đôi dép của ông đi. Sớm ngủ tao để ở đây nè, tôi như mất tiêu luôn rồi. Dép không tự đi kiếm đi. Hai chồng kiếm cái kiểu gì đâu biết, cái đôi dép chơi chơi nó kiếm thấy. Đôi dép để đâu nhau? Đôi dép để trên chiếc xe đó, chứ hết màu đỏ đó. Là chiếc xe của anh đó phải không?